Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay Thứ hai, ngày 7 tháng 3 năm 2022 Mình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế Khi việc phương Tây áp thêm lệnh trừng phạt đối với Nga Làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung Và thúc đẩy giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn như là vàng Giá vàng thế giới treo cao Bất chấp chỉ số đồng đô la Mỹ tăng vọt sau khi Fed phát đi tín hiệu tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 3 này. Còn ở tại thị trường trong nước, giá vàng được hưởng lợi do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới khi tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang. Các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đa quý trên toàn quốc tiếp tục duy trì ở mức đỉnh lịch sử mới và cao hơn giá vàng nhẫn tới 13 triệu đồng một lượng. Mặc dù giá vàng miếng SJC đã giảm nhẹ nhưng ở chiều bán vẫn duy trì ở trên ngưỡng 69 triệu đồng lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (STC) niêm yết ở chiều mua 68 triệu đồng một lượng, chiều bán 69 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng STC là 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng STC tại P&G giao dịch ở chiều mua 67.300.000 triệu, triệu đồng một lượng, chiều bán 69.300.000 triệu, triệu đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 2 triệu đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji ở chiều mua hiện có mức giá 68 triệu đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán là 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Thưa các bạn, vào thời điểm sáng nay, vàng thế giới đang ở quanh mức 1980 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang ở quanh ngưỡng 38.700 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số đồng đô la Mỹ đứng tại mức 98,7 điểm. Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 1,736% một năm. Giá dầu thô thế giới nhảy vọt lên mức 126 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phú quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tiến Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 010 nghìn đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 290 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đứng tại mức 67.200.000 đồng lượng, chiều bán 67.900.000 đồng lượng. Giá vàng STC chính nhận nhận các tỉnh thành. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 67.970.000 đồng lượng đến 68.020.000 đồng lượng ở chiều bán từ 69 triệu đến 69 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Giá vàng bố số 9 vàng đĩa trang STC. Nhận bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ Ở chiều mua hiện đang có mức giá

40 triệu 117 nghìn đồng lượng, chiều bán 42 triệu 117 nghìn đồng lượng. Vàng đi trang 14K ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 30 triệu 772 nghìn đồng lượng và 30 triệu 772 nghìn đồng lượng. Vàng đi trang lại 10K ở chiều mua hiện đang có mức giá 21 triệu 483 nghìn đồng lượng, chiều bán 23 triệu 483 nghìn đồng lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, thị trường vàng có một tuần giao dịch rực rỡ với liên tiếp các phiên tăng giá từ ngày 28 tháng 2. Vàng trở thành tâm điểm chú ý của cả thị trường và tâm điểm chú ý này lớn hơn mức bỏ qua cả mức tăng 1% của đồng đô la Mỹ và vàng cũng chẳng phản ứng nhiều với báo cáo hàng tháng về thị trường lao động Mỹ mới được công bố hôm ngày 4 tháng 3. Giới chuyên gia nhận định, giá vàng đang rất nóng do ảnh hưởng chủ yếu bởi thông tin căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Do vậy, việc tăng hay giảm giá vàng trong thời gian tới phụ thuộc lớn vào diễn biến và hành động của hai nước. Chuỗi ngày tăng giá kéo dài liên tục đưa giá vàng trong nước liên tiếp sô đổ mọi kỷ lục trước đó và đang lập đỉnh mới sát ngưỡng 70 triệu đồng lượng bất chấp kim loại quý thế giới vẫn chưa chạm lại mức cao trên 2.000 đô la Mỹ vào tháng 8 năm 2020. Theo nhiều chuyên gia phân tích, giá vàng dễ dàng duy trì ở trên mức 1.900 đô la Mỹ một ao nếu cuộc khủng hoảng tại Ukraine còn kéo dài. Thậm chí, kim loại quý có thể tăng mạnh lên mức 2.000 đô la nếu cuộc khủng hoảng địa chính trị này tiếp tục leo thang. Trong nhận định mới đưa ra, ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ tăng lên mức 2.150 đô la vì cuộc triển khai quân sự của Nga vào Ukraine sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát tăng cao. Theo kết quả khảo sát diễn biến giá vàng thế giới tuần này của hãng tin Kiko New cũng cho thấy kết quả khảo sát hiếm thấy. Tất cả các nhà phân tích trên phố tham gia khảo sát đều cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Còn phần lớn các nhà đầu tư bán lẻ cũng kỳ vọng thị trường vàng sẽ bứt phá. Cụ thể, Tỷ lệ chuyên gia nhận định giá vàng đi lên trong tuần này tăng mạnh từ 40% lên 100%. Không có chuyên gia nào dự đoán giá vàng giảm hoặc là giữ quan điểm trung lập. Còn đối với kết quả khảo sát trực tuyến trên thị trường, tỷ lệ nhà đầu tư ủng hộ giá vàng tăng lại giảm nhẹ từ 71% về 70%. Tỷ lệ dự đoán giá vàng giảm là 16%, còn tỷ lệ dự đoán giá vàng đi ngang chiếm 13%. Mặc dù giá vàng được kỳ vọng sẽ tăng cao hơn trong tuần này, nhưng một số chuyên gia vẫn đưa ra khuyến cáo cẩn thận trọng với những mức tăng nóng của giá vàng hiện nay. Khi tham gia khảo sát của hãng tin Kiko News, ông Philip Chabel, trưởng nhóm chiến lược gia về thị trường tại Blue Futuri đã lên tiếng cảnh báo. Các nhà đầu tư không nên bị hấp dẫn bởi lực mua của thị trường cuốn theo. Sức tăng của giá vàng đang quá nóng như hiện nay sẽ nhanh chóng nguội lạnh, khiến cho nhà đầu tư dễ bị thua lỗ. Do đó, cần chú ý đến những mặt hàng khác có tính độ rủi ro thấp hơn. Cũng theo đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng đã tăng chóng mặt trong những ngày vừa qua. Giá vàng tính ra đã tăng tới 3 triệu 600 nghìn đồng lượng trong tuần qua, tương đương với mức tăng gần 5%. Do đó thời điểm này, người chơi vàng phải hết sức thận trọng tránh đi vào vết xe đổ của năm 2020. Thưa các bạn, những nội dung trên cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.